Các bạn, trên tay mình đang là một cái thiết bị chống rung, nhưng mà cái này không phải là một thiết bị chống rung dành cho điện thoại như chúng ta thường thấy là dành cho camera, mà nó dành cho những cái camera hành động. Thì cái thiết bị chống rung này do Zhiyun sản xuất, thì Zhiyun có thể nói là nhà sản xuất mà nổi lên gần đây nhất, là bởi vì họ tạo ra một cái gimbal cực kỳ tốt có tên là Zhiyun Crane. Thì cái giá của nó vừa rẻ mà cái chất lượng của nó mang lại thì rất là tốt so với hầu hết tất cả những cái trong tầm giá. Và ở đây mình đang có cái Rider M, cũng là một sản phẩm của Zhiyun. Thì sản phẩm này có giá bán ở Việt Nam vào khoảng 7 triệu hơn, và giá bán quốc tế khoảng 250 đô chưa thuế. Thì cái Rider M này nó rất là mắc, nhưng mà nó những gì nó mang lại chúng ta thì thật sự rất là tuyệt vời nếu mà bạn thích chạy xe, bạn thích hoạt động thể thao. Bởi vì bình thường khi mà chúng ta chạy xe thì nó bị rung lắc rất là nhiều, và khi mà chúng ta chạy bộ, chúng ta làm gì đó thì nó bị rung rất là nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cái này thì nó sẽ chống rung đi. Và ưu điểm lớn nhất của cái này là thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, và nó vẫn có cái lỗ 3.5 ở phía dưới, cái lỗ dùng để gắn tripod, nên khi cần thì các bạn vẫn biến nó thành một cái gimbal cho GoPro được, mà không cần phải mua những cái gimbal chuyên dụng. Cái ưu điểm thứ hai như mình nói vừa nãy là nó vừa gọn vừa nhẹ, và các bạn có thể gắn lên người mình thông qua những cái mount. Khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái mount của GoPro, và các bạn có thể gắn lên bất cứ nơi đâu giống như là gắn GoPro. Thì ở đây mình gắn cái này vào cái nón bảo hiểm, và mình nhờ một anh bạn của mình chạy xe ngoài đường để xem là nó có chống rung tốt hay không, cũng như là vừa nãy bọn mình có thử đi lên cầu thang, đi xuống cầu thang để xem cái khả năng chống rung như thế nào. Bình thường thì đối với những cái gimbal kiểu nhỏ như thế này nó chỉ có chống rung 20, nhưng mà cái của Zhiyun thì nó có thể chống rung 30. Một chục là cái xoay ở dưới, 20 là cái này, và cuối cùng là 3 là cái trục này. Tổng cộng có 3 cái trục khác nhau. Ngoài cái việc điều khiển trực tiếp thì các bạn có thể dùng điện thoại để điều khiển từ xa trong khoảng 10m thông qua kết nối Bluetooth. Thì các bạn cài cái ứng dụng Zhiyun vô và các bạn đặt nó lên một vị trí nào đó thì các bạn hoàn toàn có thể xoay để cho nó điều khiển được một cách bình thường. Theo nhà xuất công bố thì thời lượng pin của cái này tối thiểu là 3 tiếng rưỡi nếu mà chống rung nhiều, và nếu mà không chống rung, chống rung ít thì nó khoảng 5 tiếng rưỡi. Và sử dụng nhôm và dùng máy CNC chế tạo, và cũng vượt qua một số những cái bài thử nghiệm của quân đội để có thể hoạt động ở nhiệt độ âm hay là chống va đập. Tất nhiên là nó sẽ không chống nước, các bạn có thể đem nó đi trượt tuyết bình thường, nhưng mà dùng để bơi thì không. Gọi xin cảm ơn các bạn.